Hello, xin chào tất cả các bác. Hôm nay là một cái phong cách hoàn toàn mới của em Cường và lần đầu tiên em Cường mặc quần sóc để lên video với các bác. Đấy, thì hôm nay em có một chia sẻ như thế này. Thực ra mà nói thì khách hàng hôm qua em quay cái con Avel lên ấy, thì rất nhiều các bác nhìn thấy con i12 đầu này và yêu cầu em là anh ơi lên video con này đi. Thì hôm nay em sẽ lên video con này, nhưng mà xin mạn phép các bác là em sẽ so sánh con này và con Avel hôm qua em quay. Đấy, bởi là vì sao? Bởi vì là thứ nhất, cái phân khúc tiền nó cũng tương đương nhau. Về năm sản xuất nó cũng là đời 2015 và i10 2016 và con kia 2015. Đấy, và cùng là phân khúc dòng sedan với nhau. Đấy, và cái giá tiền thì nó cũng chỉ ngang ngửa nhau, chênh nhau đâu đó, cứ cho là 1-20 triệu đi. Thì con nào nó xứng đáng hơn thì em xin phép là được chia sẻ cái video này. Tuy nhiên thì có mỗi một, tất cả những cái bác đang xem clip này thì mỗi bác sẽ có một quan điểm hoàn toàn khác nhau. Và hôm nay em Cường xin phép được là người trung lập. Đấy, là người trung lập để đánh giá khách quan hơn về hai con như thế này. Đấy, và chúng ta nên lựa chọn con nào. Thực ra mà nói đến đây, chúng ta nên lựa chọn con nào thì lại nói đến một cái gì đó là cá nhân hóa rồi, đúng không ạ? Đấy, thế tuy nhiên thì em sẽ đánh giá một cách cụ thể nhất, xứng đáng nhất về hình thức, về option, về cảm giác lái, rồi thì là tất cả là về tất cả mọi thứ liên quan khác, kể cả về bảo trì, bảo dưỡng, cả kể cả về là con nào nhanh hỏng hơn con nào. Đấy, rồi xin phép các bác để em cầm máy quay. Ok các bác nhá. Trước mặt các bác đây là hai con. Thứ nhất em muốn giới thiệu với các bác con i10 bản đủ số sàn đời 2016. Con thứ hai là con dòng Chevrolet Avel thuộc đời 2015 số tự động. Vậy thì hai con như thế này, nếu là em và như nào nhỉ? Có thể là hơi khó nói. Nếu là em thì em chọn con nào? Đấy, bằng cách như sau. Cái thứ nhất, mỗi bác có một quan điểm riêng về cái vấn đề hình thức. Đây, có bác thì lại thích cái hình thức hầm hố cái thứ của con Avel. Đấy, nhưng có bác lại thích cái mẫu truyền thống của con i10, tức là nó cũng tương tự như dòng Vios, nhưng con này nó ngắn hơn con Vios cái thứ một tí. Đây, dòng nó cũng là dòng sedan đấy, nó thiết kế nó hơi cục mịch hơn một chút. Đấy, và đây cho các bác xem phía sau nữa. Quan điểm của các bác thế nào khi mà ở phía sau con i10 nó như thế này và ở phía sau con Chevrolet nó như thế này, nó thêm cánh lướt gió và có đèn hậu. Đấy, thì đấy là cái quan điểm ở bên ngoài, mỗi người có thể tự đánh giá nhá. Đấy, la răng thì cùng là la răng đúc, không nói gì hơn. Và về đời thì con i10 nó hơn con Avel một đời. Đấy là về bên ngoài, đúng không ạ? Đấy, còn xem nào. Về phần vỏ thì cá nhân em đánh giá là xin phép cái bác là con Avel nó chắc chắn hơn. Đấy là về phần vỏ. Đấy, về phần cân nặng thì con Avel nặng hơn, đến tầm khoảng đâu đó 200-300 kg. Đấy, tầm khoảng 200 kg. Đấy, là con Avel nặng hơn. Rồi ok, đấy là phần bên ngoài. Tiếp theo nữa, đây, cả hai con đều không có xi nhan trên gương. Đấy, đèn gầm thì cả hai con đều có và đều sử dụng đèn halogen giống nhau các bác nhá. Đấy, bên ngoài là như vậy. Đấy, sơ qua nhìn ở bên ngoài người ta thấy rằng là con này đời thấp hơn này. Đấy, đời trước một năm này, và con này đời cao hơn này. Đấy, thì sau đó là bây giờ ta cần vào bên trong xem là hai con này nhồn nó như thế nào. Như em chia sẻ đầu tiên thì con này là con số sàn, để em đứng lên em quay cho nó dễ nhá. Bản đủ, con này là con số sàn bản đủ i10 đã được lên màn hình Android các bác nhá. Có nút start stop, có túi khí ở trên vô lăng. Rồi, số sàn bản đủ. Thế thôi nhỉ, chỉ có như vậy thôi. Đấy là phần bên trong, ghế bọc da, tất cả mọi thứ ok. Đấy là phía bên trong của con i10 thuộc đời 2016. Và tiếp theo của con Avel thì đầu tiên đập vào mắt nó là số tự động. Đấy, có màn hình. Các bác nhìn nha, có màn hình nha. Đấy, cũng có điều khiển trên vô lăng đầy đủ và gương kính chỉnh điện giống như con i10. Thế nhưng trên con Avel này nó hơn một cái nữa, đó chính là điều hòa tự động các bác nhá. Em xin phép các bác là em bật lên một cái. Đây, điều hòa tự động, số tự động. Rồi, ghế thì cũng là bọc da. Và điều đặc biệt nữa trên con Avel nó lại là hai túi khí cho hai người ngồi phía trước, một người túi khí ở vô lăng này và một túi khí ở chỗ người ngồi bên phụ bên kia. Đấy. Nhưng trên i10 không có điều hòa cơ và chỉ có một túi khí vô lăng, bên này không có túi khí. Đấy là về bên trong. Đấy.
Còn về cốp và về ghế sau thì em xin phép là không được đánh giá nhiều, là bởi vì là nó cũng tương tự cái thứ giống nhau thôi nhá. Đây, nó tương tự cái thứ giống nhau thôi. Đấy. Còn về phần cốp xe, cốp này và con này này, hai cốp này nó tương đương nhau thì em cũng không chia sẻ nữa, bởi vì em sẽ nói luôn là nó bằng nhau thì nó dễ. Đấy. Thế nhưng bác nào đã đi dòng Chevrolet rồi thì các bác cảm nhận thế nào? Còn cá nhân em mang tính chất đứng ở giữa, không gọi là không kéo theo con nào hơn con nào, nhưng em thấy như nào thì em hoàn toàn em nói như thế. Đó là đi con Avel. Xin lỗi các bác nha, để em tắt cái chìa khóa này đi. Em tắt cái chìa khóa này đi cho nó có đỡ có tiếng. Đấy. Thì đi con Avel nó đầm và chắc hơn khi đi ở trên số đi trên cao tốc. Đấy. Thứ nhất là vì xác nó nặng hơn. Cái thứ hai nữa là vì nó là số tự động, đi cũng lại sướng hơn. Đấy. Và trên con i10, các bác nào chạy rồi thì cũng biết, mặc dù là nó là bản sedan chạy ngon hơn hẳn cái bản dòng hatchback, nhưng nó vẫn có cái gì đó không đầm và chắc như con Avel. Đấy là cá nhân em Cường tự đánh giá nhá. Đấy. Cái tiếp theo nữa về chế độ an toàn và cảm giác lái thì các bác lái con i10, các bác lái con i10 này sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn, là bởi vì nó sử dụng trợ lực điện. Lái i10 cảm giác lái nhẹ nhàng hơn. Đấy. Và lái con Avel nó sẽ nặng hơn. Bác nào chạy Avel rồi thì biết nhá, nó là trợ lực dầu, thế cho nên là nặng hơn. Thế cho nên là đi cao tốc nó mới có cái cảm giác là chắc chắn hơn. Đấy. Thế còn cái gì nhỉ? Về an toàn thì đấy, vừa nãy em nói ở trong xe. Vừa nãy em nói ở trong xe là Avel hơn hai nó có hai túi khí và i10 có một. Nhưng ở bên ngoài an toàn hơn là cái gì? Đó chính là Avel và i10 đều có hệ thống phanh ABS giống nhau. Như nhau. Thế vậy thì xem nào. Vậy thì tất cả những cái option về mức độ an toàn thì Avel đang hơn hẳn một túi khí. Cái gì nữa nhỉ? Cảm giác lái đi trên cao tốc thì nó đầm hơn, chắc hơn, là bởi vì sao? Là vô lăng cái thứ nó cảm giác lái nó nặng hơn một chút, nên cảm thấy nó mình kiểm soát lái nó dễ hơn một chút. Cái thứ ba nữa là nó là số tự động, dễ đi hơn. Và cái tiếp theo nữa là nó là một con xác nó nặng hơn. Đấy. Và nó dễ lái hơn. Không phải là dễ lái, mình cảm thấy nó đầm hơn. Và con i10 nó sẽ trông chênh hơn một chút, là thứ nhất là lái điện, cái thứ hai là xác nhẹ hơn. Đấy. Còn một điều nữa các bác cần cân đối, đó chính là hai con này nó hốc nhiên liệu như thế nào. Đấy. Thì con Avel này, đây, con Avel là số tự động. Em mở hai cửa đấy ra các bác nhá. Đấy. Con Avel này là số tự động, chắc chắn ăn nhiều hơn con số sàn là con i10. Đấy. Con này là 1.6, con i10 là 1.2. Thì đấy là một điều tất lẽ dĩ ngẫu là con Avel này sẽ phải ăn nhiều hơn. Em nói ví dụ con i10 này nó chỉ ăn ở cái mức tầm 6 lít đến 6 lít rưỡi, thì con này phải ăn cỡ đâu đó phải 8 lít đến 8 lít rưỡi. Tức là chênh nhau, em áng áng thôi. Vì chia sẻ thật với các bác, chia sẻ thật với các bác là em chỉ áng áng thôi, bởi vì em có đi bao giờ đâu. Thật sự em có đi, nhưng mà để mà đi mà tính toán thì đúng là em chưa đi bao giờ. Và đây chỉ là những cái căn cứ và chung chung của hãng, và cũng như là của những cái anh em đã từng đi và từng chia sẻ. Đấy. Thì nó chênh nhau đâu đó khoảng 2 lít. Đấy là cái mình cần phải cân đối. Đấy, bác nào quan trọng hơn về xăng thì các bác có thể cân đối điều này. Nhưng có một điều nữa các bác cần cân đối, đó chính là hai con này cái giá cả nó thế nào. Hai con này giá cả thế nào ạ? Con i10 này, chết rồi, con i10 đang bán bao nhiêu nhỉ? 276 triệu cho một con bản đủ thuộc đời 2016. Đấy. Và con này là con đời 2015, hiện tại đang có giá là 265 triệu. Mà các bác biết không, con i10 số sàn này thì vào tên, nếu các bác vào tên đâu đó sẽ mất con này, nó có tên sẵn cho các bác rồi, tuy nhiên thì nó có biển sẵn, có hồ. Con này đang, và nếu như xe điện, nếu tại Thái Nguyên thì rẻ hơn, tại các tỉnh khác nó đâu đó vào triệu. Thế như vậy thì gần 20 triệu mà ta lại được một cao hơn 20 triệu, ta chỉ được cao hơn 1 năm các bác nhá. Và
đời 2015 thấp hơn 1 năm số tự động, điều hòa tự động, túi khí. Theo các bác là nên lựa chọn con nào? Theo các bác là nên lựa chọn con nào nhỉ? Có thể ở đây em cũng chia sẻ thật với các bác như thế này. Có một số bác em làm con Avel lên này, thì có một số bác bảo là úi giời con này còn lâu mới bán được, con này ế lắm. Nhưng liệu có ế hay không thì thời gian sẽ trả lời cho các bác. Thế còn ở quan điểm của cá nhân em thôi, em chia sẻ thật, nếu là em không như nào nhỉ, nếu như cá nhân em sẽ đi con Avel. Đấy, còn có thể những cái bác đang xem ở đây và cái video này có thể ngày mai nó đạt tầm khoảng 20.000 lượt xem, thì có thể đạt tới 16 đến 18.000 lượt xem các bác là thích con i10 hơn bởi vì nó thông dụng hơn. Đấy, con Avel nó hay lỗi vặt hơn. Ai già, còn một cái vấn đề nữa em chưa trao đổi về hai con này để các bác có thể lựa chọn. Đó chính là cái vấn đề về bảo dưỡng sửa chữa. Bảo dưỡng sửa chữa thì các bác mặc định luôn là con Avel nó cao hơn khoảng tầm 20 đến 30%. Và tỷ lệ lỗi vặt của nó cũng sẽ cao hơn đâu đó tầm khoảng 2 đến 30%. Là bởi vì sao? Nó quá nhiều những cái cảm biến mà có trên con i10 không có. Thì đương nhiên rồi, nhiều cảm biến quá thì cái tỷ lệ lỗi nó sẽ nhiều hơn. Đấy. Và trên con i10, cái hay của con i10 này là đồ đạc nó thông dụng và nó rẻ. Là vì sao ạ? Là bởi vì ở Việt Nam chúng ta đa số là i10 Morning là những dòng xe thông dụng. Chính vậy vì vậy mà cái đồ nó sẵn. Đấy. Và đặc biệt Hyundai đã có rất nhiều đại lý ở Việt Nam. Đấy, chưa kể là Trung Quốc hay là đồ Trung Quốc, người ta sản xuất rất là nhiều những cái đồ dành cho những cái dòng xe thông dụng ở Việt Nam. Thế chính vì vậy mà cái đồ của nó sẽ rẻ hơn dòng của Chevrolet. Chevrolet là thương hiệu của Mỹ mà. Đấy, hồn thì của Hàn Quốc, thế nhưng mà xác thì của Mỹ mà. Đấy. Thế chính vì vậy mà bác nào mua Chevrolet thì phải cân đối đến cái điều này. Cái thứ nhất, ăn nhiều hơn. Cái thứ hai, bảo trì bảo dưỡng nhiều hơn. Cái thứ ba, đồ đạc đắt hơn. Thế nhưng ngược lại, ba cái điều đó nếu các bác chấp nhận được thì các bác đổi lại được cái gì? Cái thứ nhất, một cái xe rẻ hơn. Rẻ hơn ở đây thứ nhất là về tiền, chênh nhau gần 20 triệu. Đấy. Cái thứ hai, bác được sở hữu một con xe đi trên đường trường cực kỳ chắc chắn. Tiếp theo nữa, các bác được sở hữu một con xe số tự động. Tiếp theo nữa là điều hòa tự động và khả năng và cái tính năng an toàn nhiều hơn do hiện tại nó đang cao hơn một túi khí. Đó. Thì đây, hai con này theo các bác thì chọn con nào? Theo các bác thì chọn con nào? Đấy. Thôi, có lẽ rằng là cái video này em cũng xin được kết thúc ở đây thôi. Do như là một số những cái bác bảo là em làm review cái con i10 này, thì em đã làm review nó rồi. Và em xin phép các bác là em sẽ làm cái con i10 này sâu hơn một chút. Là bởi vì là con i10 này em chưa lên clip và một số bác yêu cầu nó. Bây giờ em xin nói lại con i10 này nhá. Con Avel thì các bác sẽ xem cái video ngày hôm qua của em. Con i10 này thuộc đời 2016 bản đủ, là số sàn. Và con này đã được rút hồ sơ rồi các bác nhá, các bác lưu ý. Và biển là biển Thành phố Hồ Chí Minh. Bác nào mà rút về ra tên ở Hà Nội thì sẽ không mất 20 triệu tiền phí. Đấy. Các bác nhìn xung quanh về cái con i10 này ạ. Đấy. Và giá hiện tại là 276 triệu chưa ra tên các bác nhá. Đấy. Đây. Quay cận hơn cho các bác nào mà quan tâm đến con i10 này, là bởi vì là hôm qua em chưa quay, bác thông cảm. Đây ạ. Đó. Hôm qua em chưa quay nhá. Vô lăng đây, còn khá là đẹp. Cần số đây, khu vực điều hòa đây. Thế nhưng mà các bác nhìn này, cái con này đã lên màn Android rồi ấy. Còn mà thợ trước không biết cậy cho nên là chỗ này nó hơi xước xước một tí. Thế tuy nhiên thì cái này có thể là tạm chấp nhận được, nhưng mà thợ này là thợ quá là quê mùa luôn. Đấy. Điều hòa cơ. Ghế da thì khá là ổn, bọc ra bọc từ đầu. Rồi ok. Chân nỉ thì đã được bọc dưới bóng từ đầu các bác nhá. Rồi ok. Thực ra nói đến con i10 bản đủ là gần như là các bác phải nắm rõ hết rồi. Thế cho nên là em cũng không muốn chia sẻ nhiều. i10 sedan bản đủ, giá 276 triệu chưa bao gồm vào tên. Và giá có ra giảm một chút. Rồi ok, xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những cái clip sau. Và nếu như các bác nào đã và đang xem đến cái thời điểm này, hơn 14 phút, thì các bác có quan điểm gì về hai con này? Và nếu như các bác, nếu là các bác thì bác sẽ chọn con nào một trong hai con này? Đó là quan điểm cá nhân của cá nhân mỗi người. Đấy. Còn cá nhân em Cường thì em Cường đã nói rất là rõ rồi, là em Cường sẽ chọn con nào một trong hai con này. Bởi vì là về cơ bản thì em vẫn thích số tự động hơn. Ok, xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở clip sau.